Thôi con đi cho con Thu nó ăn đi con. Ô Linh Dương đầu bò, đúng rồi. Đúng rồi, đưa miệng đó. Đúng rồi, ăn thấy thương không? Cưng à. Cho nó miếng nữa đi. Cái miệng cưng không? Rồi đi, cho em kia ăn đi. Em mày ăn rồi. Tôi lại cho em kia ăn đi. Đó, em bự kìa. Em Linh Dương bự kìa. À, cưng không, cưng không? Rồi, đi lên bên kia. Đó, cho em ăn đi. Đó kìa. Rồi. Đây kìa, đây, đây em là con, đây em nè. Linh Dương đầu bò. Cưng á. Rồi, hết thôi, đi lên bên kia mình xem. Các em trên kia đi. Ừ. Đó. Bên kia có đống em Dương đầu bò nằm đó kìa. Rồi đi con. Ừ, cho ăn vui lắm hả? Ừ, con thích không? Rồi thích lên lên kia đi. Này khách du lịch đi đông quá chừng luôn. Ở bên kia có mấy em cọ nó bay đậu lên cây kìa Nhi. Mẹ đố con biết. Con này con gì? Con nai đó con. Đi, 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 đi. Hả? Đi thẳng lên luôn. Đúng rồi. Một đàn nai luôn thấy cưng đó à. Đây nè Nhi. Ngắm em nai đây nè, đó. Thấy chưa? Em nay ăn no rồi nằm nghỉ ngơi kìa. Đó, nai mẹ kìa đó. Ừ. Đi con. Rồi đi, đi lên kia xem. Đây con nai với Linh Dương đầu bò à. Ừ. Thấy cưng lắm ha. Ừ. Đó. Hả? Ờ. Đây có em này. Em nay con ăn kìa. Ừ. Ừ. Rồi lên bên kia coi. Lên bên kia có mấy em Linh Dương đầu bò nằm đó kìa. Nhiều chưa, nhiều chưa. Ừ, đúng rồi. Đó. Ừ. Thích không? Mê không? Được đi xem nai thật ở ngoài đời thì sướng quá rồi, khỏi phải xem tivi ha. Bữa giờ xem tivi không mà đâu có thấy con nai với con Linh Dương đầu bò thiệt ở ngoài đâu, giờ mới thấy nè. Ăn no rồi nằm nghỉ ngơi. Tất cả mấy em nai có cái ngôi nhà ở rồi Nhi. Đúng rồi. Hả? Có ngôi nhà đá đẹp không? Có em cò ở đậu bên kia nữa kìa. Bên kia em nói nó có một cái chỗ nằm ngủ nữa. Ừ, rồi đi. Đây là lại đây con cho em nha, Linh Dương đầu bò. Ăn cà gót nè. Đây mẹ cho con mới nữa nè. Nè, con cầm con này con giục xuống cho nó ăn nha. Đó, nó đang đợi con đó. Cái kia kia kia. Lại đây chị cho ăn nè. Đó. Ừ. Cưng không? Cưng chưa? Đó. Đó. Ừ, con quăng xuống đi. À, nó thấy là nó lại. Ừ. Quăng xa ra, quăng xa ra. Đúng rồi. Ủa, em nói lại nó ăn. Ừ, đó. Cưng không? Đó.
Hiền quá, nhìn nó hiền ghê luôn á. Nó thích ăn cà rốt. Ừ, đúng rồi, con nó thích ăn lắm. Ừ. Đó, giục cái là ông lại không ăn. Ừ. Thôi đi lại đằng kia đi. Con lại đằng kia cho mấy em đằng kia ăn đi. Ở đây nè con. Ở đây nè. Đi lại đằng kia nè. Mấy em đằng kia đang chạy con kìa. Ừ. Lên đằng kia. Lên đằng kia đi con. Đằng kia nhiều à. Khu nhà đá. Ừ, ở đằng kia kìa. Nó đang ở đằng kia kìa con. Ừ, đúng rồi. Nó đang đứng, nó không mở, nó chạy con kìa. Nó kìa, lú lú mở chạy con kìa. Đó, chưa. Đó, quăng xuống là lại ăn liền. Ăn cái miệng hay ghét không. Nó có xích lại đằng kia, lại đằng kia. Nó đang chờ con đặng á. Đó. Thấy chưa? Mê lắm luôn. Thấy kìa, con quăng ra tút ngoài xa kìa. Đó. Con quăng, đúng rồi. Đó, thấy chưa? Đó, con chọi xuống là nó bu lại kìa. Đó, quăng nữa đi. Đó, đúng rồi. Đó. Con chọi ra vậy cái là nó lại nó ăn. Đó kìa, mấy em đang chờ con kìa. Đó mấy em đó. Thấy chưa, nó thấy có mồi cái là nó lại nhiều rồi kìa. Thích không? Thích không con? Thế cho em Dương, cho em Nai nhỏ ăn hả? Ừ, đúng rồi. Ừ. Thấy con cho nó ăn nó phái nó lại con đợi con á. Rồi tiếp tục quay con quăng xuống đó cho nó ăn đi. Đó, nó đang chờ con kìa. Ừ. Rồi đó con thả đi. Đó con đứng ở chỗ đó đó. Đúng rồi. Con đó con quăng xuống cho nó ăn. Ủi nhà vậy nó giỡn. Ủi. Đó. Ừ, nhìn nó cưng quá à. Ừ, rồi hết rồi bịch cho mẹ đi. Ừ. Rồi nè, cái súng của con nè. Rồi đi chơi đi. Rồi cầm súng đi chơi đi. Lên bên kia cái còn không con? Lên kia còn em nào nữa không? Đây nè, mấy em nằm đây nè. Ừ. Ừ. Thôi đừng bắn nữa con, đừng bắn nữa. Ừ, được rồi con, đừng bắn nữa nha. Rồi đi lên kia đi con, đi lên kia đi. Ừ. Hết rồi, tới đây hết rồi con. Rồi ở bên kia có mấy em cò với em bụng nông rồi con. Đó. Thôi con đừng bắn nữa, cô đang ngồi kìa. Rồi đi con. Cô đừng bắn nha. Rồi thôi đi đi, đi con. Đi. Hả? Đại Dương hả? Không phải đâu con, Linh Dương đầu bò.
mẹ nói con nghe nè, con đó là con linh dương đầu bò chứ không phải đại dương đâu nha. Hả? Ừ, vui chơi dành cho trẻ em á hả? Vui chơi dành cho trẻ em ngoài cổng á. Chiều đi mẹ dắt con đi chơi nha. Ừ. Bên kia có em ngỗng nữa kìa. Có em bùm nông đứng quạt 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 trên kia. Đó, con thấy không? Mẹ ơi, cá. Ừ. Ừ đúng rồi, cá. Rồi, con bắn đi, cho con bắn á. Ôi đẹp quá à. Ừ. Đúng rồi, nó nghe tiếng nhạc á, nó tưởng con cho nó ăn á. Quá đẹp luôn. Ừ. Nhiều. Ừ, thích không? Ừ. Ừ, bong bóng ba đẹp quá. Rồi. Xong chưa? Chơi xong chưa? Rồi, giờ chơi xong rồi bây giờ phải làm sao? Dẫn ma bà cô chú. Cô chú bà cô chú sẽ phải ra cô con không nha. Bye bye. Mình ba các bạn, hẹn gặp lại sau. Bye bye.